Anh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay ngày mai 1 tháng 10 năm 2024. Quý vị thân mến, hình thái thời tiết nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông là điển hình của thời tiết trong 24 giờ qua. Và trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng của chúng ta chịu ảnh hưởng rìa xa phía Nam, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Sáng mai trời nhiều mây, đêm khả năng cao có mưa, buổi chiều mưa rào kèm dông, gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực phía đông của tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ tại khu vực này giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Tại đây chiều tối mai trời mưa rào kèm dông, ban ngày nhiều mây, phổ biến có mưa đêm. Khu vực phía nam của tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Khu vực này được dự báo ngày nắng, mây thay đổi, khả năng cao có mưa dông về chiều, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 82 đến 87%. Khu vực phía tây nam của tỉnh bao gồm đảo Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Tại đây có cảnh báo mưa dông, sáng mai trời nắng, gió đổi hướng cấp 2. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp như điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu, giúp hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn với nhiều chủng loại, tạo ra vùng nguyên liệu đa dạng. Bên cạnh đó, thời gian qua, Lâm Đồng đã có nhiều chính sách quan trọng nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào mảng chế biến nông sản, dược liệu. Hiệu quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngày sau đây. Khép lại chương trình là dự báo thời tiết cho những tháng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.